Chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay gia đình lại tổ chức vào bếp. Có con gừ không biết là đông cảo hay tây cảo đây mấy anh em tổ chức vào bếp làm mấy món. Thời tiết nắng nóng đây, mọi người xem chân này có phải là đông cảo hay là tây cảo. Đấy, thôi bây giờ là chuẩn bị tiến hành cho con dao cái bát vào mặt em nó. Tí mình sẽ trở lại với mọi người nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Đấy, sau một hồi vật lộn làm lông làm thui gà đông cảo thì cũng phải thui, thì bây giờ tất cả là oxin giá rẻ đã pha chế hết tất cả ra. Đây là thái này là để xào lăn nhé các bạn nhé, còn đây là để nướng món nướng xả này, đây là xả mấy tỏi băm ớt riềng đủ cá đây, còn đây là xương. Xương thì mình sẽ xào lên và một lửa thì nấu bát canh khoai sọ và một lửa thì nấu cháo. Còn quả dẫm này, bộ dẫm này thì sẽ cho vào hầm thuốc bắc. Đấy, nó giống người lớn. Đây là thuốc bắc để hầm. Còn đây là khoai sọ. Và bây giờ là oxin giá rẻ sẽ ướp. Đấy, anh ướp đi. Cái lướng trước nha. Ướp lướng cho thịt riềng vào này, một ít xả băm này, lửa xả băm, xả tỏi này. Đấy, còn đâu là ướp xả cho hạt lên. Cho tí súp vào. Sơn em mang chú chai mắm ra đây. Anh cho một tí ấy vào. Mật ong cho đi mật ong mà. Nướng không cho mắm. Cho tí mật ong. Rồi, thế thôi. Cần con gà đông cảo này cũng cỗ to à? Con này 4 cân mấy? 3. Hơi miếng ớt rồi, có ai để cay. Đấy, bây giờ là ướp cái xào lăn này. Sơ này cháu ra cho về cái ấy lướng vào đây. Cái để than hoa đấy, cái chỗ vẫn cái lò vẫn để lướng ấy. Thái này có to. Đây để cho chỗ này này. Cái đấy để ra để tí nó ăn ngấm mắm muối. Bây giờ anh cho cái ấy vào đây, cái bộ dẫm vào đây.
Đấy, à. Cho nồi áp suất. Cho thuốc bắc vào. Bắc, táo tàu, mật ong. Và tí khả năng là cho thêm tí cao vào đây để tí nữa lấy ít nước cho bà uống. Mẹ mình thì chỉ uống được nước thôi. Tất cả những đồ linh nhờ liếc thì chỉ lấy nước là khả năng tí nữa hầm cái. Cho tí rượu vào. Đôi chân này thì cho tí rượu. Thì sẽ cho vào để hầm để cho bà thôi, đừng cho này vào. Cho một lên nhá. Không cho hầm. Cho tí súp thôi. Cho một tí thôi, bởi vì nó có ngọt mặn. À, ngọt rồi, không cần. Một tí nữa. Đây là căng rồi. Đấy và tí sẽ cho tí cao vào trong đây. Để hầm cho bà. Và đây là món xương nhá. Giờ sẽ cho xào. Anh cho xương lên xào đi trước đi. Còn đợi những cái này nó ngấm mâm luôn. Kia cho bát kia trên trên. À cho cái lồi trắng ngoài. Rồi, cái này phi hành lên đã, không sao. Bỏ. Rồi, phải cầm vào trong sao? Đi không cầm chứ. Đấy. Có một bạn bảo là hôm nào mình sẽ làm món ếch lấu chuối, à, nhân tiện nhà có buồng chuối xanh, hôm nào sẽ làm món ếch lấu chuối. Cháo nó không trông được, lại cứ đậy hung mà. Đấy, mở nhá rồi, nó lại dậy là không? À sao đây? Bây giờ cái xào cái xương này nhá, mình xào xong bắt đầu sẽ nấu cho vào một lửa nấu cháo và một lửa làm bát canh khoai sọ. Đó. Rồi là ướp cái chỗ lớn với cái xào lăn kia thì sẽ ăn tí nó sẽ ăn để cho ngấm gia vị thì sẽ ăn. Rồi nấu cháo chưa nha, xào nấu cháo chưa nha, xào cả xong múc ra một lửa nấu cháo. Nói chung là giờ này vào bếp ẩm thực ẩm theo lắm lắm các bạn. Mùa này mấy hôm nay miền Bắc lắm kinh khủng luôn, đánh vỡ đầu luôn. Xào thì nó đợi tí nó săn nó ăn mắm muối vào thì sẽ múc một lửa cho sang nồi cháo này. Đấy. Đây các bạn xem thời tiết nó nắng kinh khủng. Sợ luôn. Chất bếp đi, chất bếp than đi để nướng. Bạn thấy trời nắng kinh khủng. Đang nắng vỡ đầu luôn, sợ thật. Ok, không vấn đề gì. Ê, vẹ mày.
Thôi tí nữa mình sẽ quay lại xem nấu nướng cho các bạn sau nhá. Đây là tiết mục xào lăn. Tóm lại là tiết mục gà tây tảo này, tây tảo này lâu quá, bài vẽ nhiều nói lâu lâu làm lại thui. Đây là xào lăn nhé các bạn nhé. Cháo gà xương linh khoai sọ đấy. Và đây là món rất là đẹp và rất là thơm, cực kỳ thơm ngon luôn các bạn. Đây là món nướng quét dầu với mật ong vào, nướng rất là thơm, rực mũi, cực ngon luôn. Mình nghĩ là khả năng là món này là món tuyệt vời nhất ở trong cái món gà này. Bún xiên to, có cả quét cả mật ong vẫn thôi không cần dưới, nắng lắm các bạn. Để tỷ số lúc này là bắt đầu chuẩn bị là 12 giờ rồi, vẫn gia đình vẫn đang đợi ruột cắn gan, gan cắn phổi và phổi cắn lá lách, rất là đói rồi. Nhưng mà bởi vì là tiết mục này nó hơi củ lâu đấy, nhà mình có mấy quả mít này. Mít rất là to, biết là có ngược sáng không? Đấy. Chín này. Nắng lắm các bạn, nắng lắm. Chào tất cả mọi người nhá. Đấy, sau mấy tiếng đồng hồ nhỉ? Cũng phải hơn 3 tiếng đồng hồ vật lộn xả thật. Gia đình đã qua bữa cơm gà tây cảo với xem nào, cháo gà nướng xào lan chân hầm thuốc bắc, chân rồng hầm thuốc bắc và canh khoai sọ, nước ngọt bia. Và bây giờ là sẽ mời cả gia đình xuống cùng ăn cơm nhỉ. Anh Thứ à, ngồi xuống đây. Ngồi thôi, Chiến thôi, Chiến. Ôi giời ơi. Cây này không quay lại. Có tí để em để đấy. Ô, coi như món này. Món này đúng là món tiên vua. Đây, anh Thủy ngồi đây, anh Thủy. Ngồi sang. Món này món tiên vua đấy. Chừng hấp dẫn dập phết đấy. Cái canh này thì tí múc một ít nước cho bà chỉ ăn được nước thôi, bà răng mà không nhai. Trần hầm thuốc bắc còn cho tí cao rồi. Chín rồi chưa? Ngon đây nè. Ơ kìa, đi ra ngoài. Anh Chuyên cầm máy review em vài miếng thử xem. Đang quay. Lướt không cần. Chính xuống xem thấy tí chấm cái ấy này có phải chấm không? Cái gì ạ? Cái lướng này nè. Nhanh xuống. Ba chấm để. Tí mắm rồi. Mắm thế. Không được. Để cho ba
da giòn. Không biết có dai không? Giòn, mềm. Ngon à? Đây gà nướng nhá. Cái này nướng ngon lắm, thơm lắm các bạn. Rất là ngon. Gà Đông Cảo là người ta còn dồi cả lòng nữa cơ mà. Đây là món xào lăn nhé. Xào lăn này cái, bởi vì cái da gà này nó rất là dày và dai, cho nên là muốn xào lăn là mình phải thui thui hoa thì da nó mới giòn. Đây mời bác cả cái chân này. Hoa quá. Quá này quá nhiều. Công công nuôi. Dòng công cho công chăm sóc. Bản dẫm kinh nhỉ. Dẫm này là chân rồng. Đúng rồi, đạp phát để chết coi như đủ đi. Tám là con. Dẫm rồi. Nhung. Gươm. Công. Đó. Chân này. Chân này làm kỳ công phết. Là lấy cái phoi sắt đi đánh. Ừ, nó có vảy như kiểu vảy rồng á. Thế này. Đấy. Chứ bình thường cạo không ra. Đúng rồi. Chân này gà là gà, gà xịn ấy. Ừ. Cứ bé nữa. Ê, múc tí ra nước này để hầm mà. À, nước nước nước. Canh này tí cho bà uống. Ngon không? Mềm. À, quá chuẩn. Quá chuẩn. Nó không như là chân gà chọi. Nhưng mà chọi toàn da. Nói chung là đầu bếp hôm nay làm con gà này hơi kỳ công ấy, nhá. Tiến toàn vua đây nhá. Gà tiến vua. Gà tiến vua. Làm hơi kỳ công. Chủ yếu là hai cái chân này làm hơi kỳ công. Này đây chỉ thưởng thức được miếng của mỗi người thưởng thức tí. À. Cái chân này nó như nào? Chân này hơi ngon, giòn. Được không? Ui giời, chật kinh. Thôi được rồi, kia nha. Anh ăn đi. À, bây giờ mình để máy quay đây để quay cả nhà ăn nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Giới thiệu đây là anh Giai. Anh Giai nhưng mà lên núi coi như là tu luyện nhiều quá, bây giờ là thành tiền bối rồi. Hôm nay đi ra. Tóc hơi bạc, còn đây là hai cháu con của các anh. Mời tất cả mọi người nào. Nào. Mời mọi người đây nhá. Sau 3 tiếng rưỡi được bữa cơm coi như là con này nó to quá, chân nó to quá mà coi như nó lại phải chọc tiết phải tiết này vẫy như vẫy rồng. Mời cả mọi người nhá, gọi là phục vẫy như vẫy rồng. Món nướng đây, đây món nướng nào rất ngon, mềm mà ướp mật ong một biết vào nó ăn nó cũng dễ ăn. Ừ.
Nói chung là ngày xưa cứ ở vua thích ăn món này, mình cũng thích ăn. Chưa nói là vua. Mình nhận xem trên mạng thấy người ta còn nhồi cả lòng cái gà đông tảo này. Trông rất là ngon, nhồi lòng. Rồi làm như trông kiểu như dồi chó. 7 món. 9 món. 9 món. Nhưng là nhà mình làm hôm nay là 1, 2, 3, 5 món. 5 món. Cũng được 5 món. Chân hầm là 1 này. Quay xong là 2 này. Thảo lan là 3 này. Thảo lan này. Mời nhé. Nướng là 4 này. Cháo hoa lan. Nướng đỏ món xào lan này được. Đấy. Bếp, đầu bếp đều xào ngon hết. Nó là bí quyết từ người một. Có gì thái nhỏ ướp mới xả mới diền thì em trao đổi với các bạn để các bạn cái này á các bạn này là xào lan là xả này ớt này gừng này tỏi này đấy ướp. Các bạn còn sao còn giỏi hơn mình. Còn món nướng thì mới cần gì không? Món xào lan lan này không cần gì. Đấy, lớp gia vị thì nó ngấm nó là cho đi xào. Giòn, gà này giòn. Thì chết là mới đầu là phi lê. Phi lê thực chất ra là lọc. Lọc. Lọc người sang. Nhà quê mình lọc ra xong rồi mình thái. Bắt đầu nóng rồi. Cái da này là mình khi mình thui thì nó rất là giòn. Đấy. Nó muốn giòn thì mềm thì mình thui lên. Bởi vì cái gà đông tảo này nó da nó rất là dày các bạn. Con này nếu không vui là không giòn. Là gà thì da trâu cũng thế này. Da trâu, da bò hoặc là da lợn rừng ấy. Nếu mình không vui thì ăn được da lợn. Bao giờ thui thì nó không giòn. Nó mềm. Thui thì trong xương vừa giòn nó vừa mềm. Đây là món chân rồng. Hầm thuốc bắc hay không ạ? Hai cái bản rãng mà nó cũng ác đấy. Nó ăn tí nhá là cây đúng không ạ? Phê được rồi. Mời mọi người nhé. Mình nói thật các bạn, mình chưa làm được, chưa cắt ghép được video, chỉnh sửa video. Và mình nhờ thế cho nên là khi mình quay nó cũng không được chi tiết lắm. Nhờ cho nên các bạn thông cảm, bởi vì là nếu mà mình làm được thì mọi cái nó sẽ trau chuốt, nó sẽ tốt hơn như thế này. Cho nên nhiều khi là không quay xuyên suốt được. Mình quay điện thoại nhiều khi dùng nữa nó cũng ít các máy quay nên nó không quay xuyên suốt được.
Hơi ăn cũng khác nhở bạn. Rồi. Không. Vẫn sao ăn này được. Ra rồi. Có chẳng rồi. Hình như có hơi mặn ăn. Được. Vừa vừa. Vừa nhất. Hơi đậm chứ không phải hơi mặn. Thời tiết miền Bắc mấy hôm nay đổ lửa ra các bạn. Ấm. Chính thức là có thể là trưa tầm khoảng 12 1 giờ là mang chảo ra sân là rán trứng là chín. Nắp bê tông. Con này to đấy nhỉ? À, 4 cân mấy, 4 cân 3. Nói chung là con này là cỗ. Ngọt lắm. Cỗ ngọt. Cày lắm. Cái gì? À, ít cay. Dỗ ông vừa rồi mà thịt ba con này ăn mà ăn thoải mái quá nhỉ. Ngọt. Mày thấy thú phi lê được không? Món sư binh. À, phi lê gà được không? Được. Ui giời. Quá chuẩn luôn. Món sư binh thế ạ? À? Món sư binh ngon. Thôi khả năng mình cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Chào tất cả các bạn, để hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhá. Người chào. Chào. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video sau nhá. Gia đình tập trung vào chuyên môn.